ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét bị cáo Trần Minh Giao 1952, trú tại xóm Phú Thọ, xã Lưu Sơn Đô Lương, xét xử về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh Giao khai nhận vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2019, cháu Trần Thị V, A 7 tuổi, hàng xóm của bị cáo sang nhà chơi với cháu của bị cáo. Vì cháu không có mặt ở nhà, bị cáo đã dụ dỗ bé V, A vào nhà và thực hiện hành vi dâm ô với bé cho đến khi vợ về. Ngày 20 tháng 7, trong lúc tắm cho con, mẹ của V, A phát hiện bộ phận sinh dục của cháu bé bị tổn thương, cháu bé có thể là bị Trần Minh Giao xâm hại. Sau đó mẹ cháu bé đã làm đơn tố giác tội phạm gửi tới công an xã Lưu Sơn Đô Lương. Khép lại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng, các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Đô Lương đã xét xử Trần Minh Giao 30 tháng tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.